Em chào chị. Ừ. Chị cho em hỏi trong có nhà không ạ? Dạ chị có nói được không vậy? Tôi nè. Trâm. Trời đất ơi. Trâm ù. Trâm, bà làm gì bà ngồi trong nhà bà che dù bịt khẩu trang vậy? Nhà bà đâu có dột gì đâu. Nắng. Nắng ở ngoài, đây trong nhà sao còn nắng? Tia UV có thể xâm nhập bất cứ chỗ nào trong nhà của chúng ta nếu chúng ta có kẽ hở nha. Trời, cái gì mà nghiêm trọng vậy? Mở cái bịt mặt ra coi. Mệt quá Ngọc á. Nói vậy chứ mệt Ngọc dễ sợ. vậy mà còn đeo, ngồi trong nhà mà còn đeo nữa. Ôi thôi hạ luôn cái này xuống luôn đi. Ở hạ đi. Dễ sợ. Mà nói nghe nè, sao nãy giờ chờ lâu quá vậy? Mỗi lần hẹn hò đi đâu lâu dễ sợ luôn vậy đó. Ý bộ ý mình đẹp, mình trắng trẻo rồi mình muốn làm gì làm sao. Gì vậy trời, tới trễ có 5 phút đồng hồ thôi mà làm gì xỉa xói bạn bè dữ vậy? Tâm trạng không vui, đang buồn. Buồn, buồn sao, nói nghe coi. Bị chồng mắng. Chồng la. Chồng la. Ê cái này phải coi lại nha. Tôi thấy chồng bà hiền queo à. Mỗi lần tôi qua đây chơi với bà tôi thấy bà hay nạt ổng thì có, chứ ổng có dám nói gì với bà một tiếng đâu. Ủa bà bạn tôi hay bà bạn ổng gì? Ờ thì tôi thấy sao tôi nói vậy. Bà thấy da dẻ tôi sao? Thì không có được trắng nhưng mà ổng không tới nổi đâu. Đó. Mình bây giờ thời buổi kinh tế thị trường bây giờ mở cửa quá mà. Rồi chúng ta còn có những cái phương tiện truyền thông đúng không? Tôi lên trên mạng tôi sợt. Da dẻ tôi đen quá mà tôi sợt. Tôi biết là tôi sẽ bị ăn nắng. Người ta nói là da đen là do mình bị ăn nắng, tia UV tác hại tới da của chúng ta. Nên tôi lên mạng tôi search những cái mỹ phẩm chống nắng nè, có loại là vừa dưỡng da vừa chống nắng, có loại vừa chống mụn vừa chống nắng rồi vừa dưỡng da. Bởi vì tôi đặt. Đó, cái xong tôi rất lên mặt tôi thấy không? Đó, sức lên tay lên chân thấy không? Đó, mà nó không trắng. Tôi bỏ, tôi mua cái khác. Mua về. Rồi tôi lại bỏ, tôi mua, chồng la tôi luôn. Mua bỏ. Ừ. Tôi cũng la bà nữa nhưng không phải chồng bà la nữa. Trời đất ơi, trước khi mà mua một cái gì đó mình sức lên mặt, sức lên người mình phải tìm hiểu chứ. Mua một đống về rồi bỏ đó, chồng la là đúng rồi. Tại người ta quảng cáo người ta nói cái nào cũng tốt nè, vừa dưỡng da nè, vừa làm trắng nè, chống nắng được luôn nè. Thích quá trời luôn. Sức lên mặt cái thấy không hiệu quả thì mình phải bỏ đi, mình phải mua cái khác về. Nhưng mà sao tự nhiên dạo này bà điệu đà quá vậy? Tôi thấy da dẻ bào nào giờ cũng bình thường, mặc dù là không có được trắng như tôi. Nhưng mà cũng không có xấu. Làm gì mà phải chăm sóc dữ vậy? Phụ nữ mà về chiều rồi phải biết chăm sóc cho bản thân, đặc biệt là một phụ nữ không có nhan sắc như tôi. Sao mà tự nhiên bữa nay bi quan dữ vậy trời ơi. Ê nó nghe nè. Hả? Ví dụ mà tôi thấy cái phương pháp mà chống nắng không ổn nè, dưỡng trắng không ổn nè, hay là tôi đi tắm trắng được không? Bà đi tắm trắng. Người khác tắm trắng thì có thể được, còn bà không biết được không? Sao không được? Không biết là vô tới đó người ta phải pha bao nhiêu cái kem trắng cho bà, chắc phải đổ ra nguyên một cái bồn tắm cho bà nhúng người vô. Chồng tôi hôm qua xỉ vả tôi chứ bộ. Vừa mới manh nha, anh ơi cho em tiền tắm trắng. Nè, em cầm đi, em cầm một đống kem chống nắng của em đó, em bỏ vô cái xô rồi em chét lên người em đi cho nó trắng. Bây giờ hôm nay tới bà nói tôi vậy. Thôi, bà nói tôi nghe coi, giờ là bà đang chống nắng như thế nào? Nói về cái phần chống nắng đúng không? Tôi rất là kỹ lưỡng nè. Sáng ra tôi lấy kem chống nắng, tôi sức lên da đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đúng rồi. Xong rồi tôi trang điểm nè. Rồi tôi che khẩu trang nè. Tôi mặc áo chống nắng nè. Tôi che dù nè. Tôi mặc váy chống nắng nè. Đó, rồi tôi đến chỗ làm. Đến chỗ làm xong cái tôi tháo ra. Rồi khi nào mà ở nhà đó là tôi không có sức kem chống nắng, tôi đóng hết tất cả các cửa sổ, các cửa ra vào lại. Vậy mà nó cũng đen đó. Sao mà tôi nghe bà miêu tả hộ tôi cảm thấy khó thở quá. Lúc nào cũng trong tình trạng bị ngộp ngộp sao á ta. Chẳng những ngộp ha, mà còn bị nóng nực, đổ mồ hôi, chảy mỡ. Trời nó nóng quá, mà không có tác dụng gì hết á. Ê bậy, có tác dụng. Ít nhất là bà còn được giảm mỡ. Giỡn hoài à. Thôi mà nói nghe nè, giờ tôi kêu bà qua để bà góp ý với tôi. Bây giờ bà dắt tôi đi tắm trắng được không? Ha. Thôi, cái vụ tắm trắng này là tôi không có ủng hộ. Người ta có nhiều tiền, người ta đi xe hơi, người ta ngồi máy lạnh, người ta tắm được. Mình chạy xe máy, mình ít tiền. Mình tắm mấy cái chỗ mà nào là giảm giá 70-80%, mua 1 tặng 4 tặng 5. Rồi cái đó da thì bị bào mòn, bị mỏng, cái đi ra ngoài trời nắng cái nó chiếu vô không những đen mà còn bị nám đó, khỏi chữa luôn. Thì con á, đừng có giả bộ thấy tôi á, sắp sửa tắm cái tôi trắng ngang ngửa với bà, tôi đẹp hơn bà, cái bà ganh tị nha. Bà không tin lời tôi phải không? Không, tôi sẽ giới thiệu cho bà đến một chuyên gia tư vấn về chăm sóc da. Được á, bây giờ bà đi chúng tôi hả? Không,
cho bà tự đến chỗ đó luôn, bà muốn là làm trắng hay là chống nắng ra sao bà cứ việc hỏi, rồi chuyên gia sẽ tư vấn cho bà rất là cặn kẽ luôn. Vậy đi. Đồng ý nha. Đồng ý. Chào bạn, mình tự giới thiệu mình là Trâm, bạn của Vân. Mình đến đây để tham khảo ý kiến của bạn về vấn đề xài kem chống nắng đúng không? Mình có nghe Vân rồi hồi sáng thì cái nhu cầu của bạn đến đây là bạn tư vấn về cái cách sử dụng kem chống nắng đúng không? Đúng rồi. Thì bản thân mình thì cũng sử dụng nhiều loại kem chống nắng rồi, nhưng mà mình thấy là nó không đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn. Thứ nhất là nó làm da mình là sậm sậm màu hơn, có khi á, lại nổi vài cục mụn trên mặt nữa. Wow. Mình không biết là do cơ địa của mình kích ứng hay là do cái loại kem đó là không có đạt chỉ tiêu. Tại kem chống nắng mà mình vẫn không thấy tác dụng và nó da của mình nó vẫn bị tối đúng không? Đúng rồi ạ. Thì hầu như là các bạn xài kem chống nắng một cách rất là vô thức, là có nghĩa là kem chống nắng chúng ta nên chọn cái kem chống nắng nào mà phải phù hợp với làn da của mình và cái loại da của mình là loại da gì. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết cách sử dụng kem chống nắng một cách đúng cách và hiệu quả nhất. Và một cái phần cũng khá quan trọng là về cái chế độ dinh dưỡng và ăn uống, chúng ta cũng phải ăn uống cho nó hợp lý. Bản thân mình thì hình như là mình nạp năng lượng cũng khá là nhiều và mình ăn hầu hết tất cả các loại thực phẩm, mình không bỏ phí một cái loại thực phẩm nào hay là bỏ quên một loại thực phẩm nào. Vậy là bạn không biết đó, tại vì có thể là khi mà mình ăn uống cũng vậy, mình ăn uống không có được gọi là nó được đầy đủ á, cũng như là nhiều khi mình bị ăn một cái món mình yêu thích quá nhiều thì nó bị dư chất, còn lại cái món mình ít ăn thì nó lại bị thiếu chất. Đôi khi cái sự ăn uống mình không cân bằng được thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn về cái là sức khỏe của mình cũng như là cái làn da của mình bên ngoài. Mình không biết là đối với cái nhu cầu của mình á, là nhân viên văn phòng mình tiếp xúc với nắng rất là ít, hầu như đó là loại nắng buổi sáng, nắng sớm và nắng buổi chiều, và mình cũng đã có một số cái che chắn bên ngoài, đó là khẩu trang, kính râm, rồi mình cũng có mặc áo chống nắng và cả bao tay và váy chống nắng nữa. Nhưng mà không hiểu sao là cái lớp chống nắng của mình nó không có như ý mình muốn, là nó cứ cái phần da này nè nó cứ bị sạm. Nó chỉ trắng được cái phần phía trong thôi, còn phần mặt cũng vậy, phút nào mà mình che chắn thì mình không có bị đen, còn phần trán thì hầu như là nó có vấn đề về nếp nhăn và có cả những cái lốm đốm đen nữa. Về cái kem chống nắng thì khi chúng ta sử dụng á, là chúng ta nên tốt nhất là phải sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên. Cho nên là các bạn phải nên sử dụng kem chống nắng một cách hợp lý. Nhiều khi các bạn nghĩ cái lớp kem chống nắng là một cái lớp kem quá thông thường, cho nên các bạn không để ý cái việc là cái nguồn gốc sử dụng kem chống nắng ở đâu. Cái đó là rất là quan trọng. Nhiều khi các bạn thoa lên rồi các bạn không biết được rằng cái này đã hết hạn hay chưa. Cũng như hồi nãy bạn nói là có nhiều chỉ số bên ngoài bán khác nhau, và bạn phải biết được rằng làn da của mình hợp vào cái từng chỉ số như thế nào. Những cái lúc trời mát á thì bạn có thường sử dụng kem chống nắng không? Việt Nam nhất là khí hậu ở Sài Gòn thì phải mát mát là buông thôi chiều, đúng không? Mưa, khi nào nắng thì chống nắng, khi nào mưa thì mặc áo mưa, chứ không nắng mắc mới gì tới chống nắng làm chi. Vậy là chắc chắn một điều luôn là bạn thường không sức kem chống nắng khi trời mát đúng không? Đúng rồi, trời râm thì mắc gì phải sức chống nắng. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay bạn tới đây đó. Vậy hả? Khi trời mát và trời râm thì các bạn nhìn thấy là không có một tí nắng nào hết, thì các bạn vô tình các bạn không che nắng. Nhưng mà những cái khoảng giờ rất là độc hại của tia nắng là 3 cho đến 5 giờ chiều, là giờ đó là những cái tia cực tím, những cái tia tử ngoại nó vô tình nó xâm nhập vào da của mình mà mình không hề hay biết được. Tại vì mắt thường chúng ta không thấy được những cái tia nắng đó, mà những tia nắng ấm đó, dịu đó sẽ làm cho chúng ta bị sạm da. Còn một điều đặc biệt nữa nha, là khi đi ra đường, cho dù bất cứ lúc nào, các bạn cũng nên cố gắng trang bị cho mình những cái đồ cái che nắng mà màu sáng. Tại vì màu tối thì nó sẽ rất dễ hút những ánh nắng mặt trời, làm chúng ta bị sạm màu da và không tốt. Nãy giờ nói với bạn thì mình mới sực nhớ ra một điều là khi mà mình sử dụng kem chống nắng rồi, mình thoa như vậy rồi, mình có cần phải thoa lại, và cái thời gian đó là cách nhau bao lâu không? Về kem chống nắng á, thì chúng ta nên sức trước 20 phút rồi hãy bước ra ngoài để tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Và kem chống nắng chúng ta nên sử dụng bôi lại vào khoảng 2 giờ nếu mà chúng ta tiếp xúc với môi trường là nước hoặc là mồ hôi cũng như là mắc mưa, thì chúng ta cũng nên thoa lại kem chống nắng. Nãy giờ nói với bạn thì mình mới sực nhớ ra một điều là đối với những người phụ nữ mà hay trang điểm giống như mình á, thì mình phải sử dụng kem chống nắng kết hợp với trang điểm như thế nào, và theo bạn thì mình sử dụng trước hay là sau khi trang điểm? Kem chống nắng thì chúng ta nên sử dụng sau cái lớp dưỡng da. Và khi chúng ta dưỡng da hết rồi thì chúng ta phải để cái lớp dưỡng da nó thấm từ 3 đến 5 phút rồi chúng ta mới bắt đầu
tiếp đến kem chống nắng thì là sẽ giữ cho cái làn da của mình tốt hơn. Còn những cái loại da nhờn như mình thì mình thấy là có những loại nó ghi là oil free, còn có những loại là nó không có oil free, mình xài mình cái giá nó bết dính lắm. Trường hợp này thì chúng ta phải xác định là làn da của chúng ta làn da gì. Có thể một là làn da khô. Nếu mà làn da quá khô thì chúng ta có thể xài được kem chống nắng có tinh dầu để giúp cho da chúng ta có thể mềm mượt hơn. Còn nếu da chúng ta mà quá dầu thì gọi là chúng ta phải dùng kem chống nắng có cái độ khô nhất định. Nhưng đừng có lạm dụng kem chống nắng quá nhiều. Tại vì nó cũng rất là cái gì cũng vậy. Ví dụ như bạn sử dụng quá nhiều mà cái lưu lượng nó nhiều hơn cái mức cần thiết thì nó sẽ tác dụng ngược lại. Nó cũng không tốt. Nói chung thì rút gọn lại thì chúng ta nếu muốn có một làn da đẹp, chúng ta phải biết sức kem chống nắng khi ra ngoài, và đặc biệt là phải xài kem chống nắng hợp lý và phù hợp với từng loại da. Cái thứ hai là chúng ta phải dưỡng da, dưỡng ẩm cho ban ngày và ban đêm, phải biết rõ nguồn gốc kem chống nắng xuất xứ từ đâu khi sử dụng lên da mặt của mình. Và đặc biệt là muốn có da đẹp hơn thì các bạn nên uống nước nhiều để các bạn có thể cân bằng được cái lượng nước trong cơ thể. Có thể uống thêm collagen, hoặc là nếu mà được hơn thì các bạn có thể dùng yến mỗi đêm trước khi ngủ. Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì bạn nên tẩy tế bào chết tuần 2 lần, cũng như là đắp mặt nạ, dưỡng da, trái cây, hoặc là nha đam, ngọc trai, vân vân và vân vân, thì da các bạn sẽ hoàn hảo ra từng ngày. Thật sự là cảm ơn bạn chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều khi đã tư vấn cho mình một cái cách để làm sao có một làn da hoàn hảo và cách chống nắng rất là cũng hoàn hảo không kém gì cái cách làm đẹp. Cảm ơn bạn rất nhiều và rất nhiều ạ. Vậy là bây giờ là bạn cảm thấy rất là tự tin khi biết sử dụng kem chống nắng cũng như là bảo vệ làn da của mình rồi đúng không? Dạ. Nói chung mình chúc bạn là sẽ có được một cái làn da đẹp như ý muốn. Cảm ơn bạn.